Hello, xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục chào mọi người đến video liên quan đến đồ cầu. Hùng đang ở một cửa hàng đồ cũ nha mọi người. Đồ cũ chứ không phải là đồ mới đâu. Nên bán rất là nhiều đồ kinh cầu. Thì bây giờ Hùng sẽ quay cho mọi người xem biết là giá thành nó sẽ rẻ như thế nào nhá. Đây, một cái Shimano này. Giá kinh cầu này là có 1 triệu cái kinh cầu này. Đây. 1 triệu thôi. Đồ cũ giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn. Gần 3 triệu 4, chắc là mới nó còn đắt nữa. Cũ bên này vẫn còn tốt lắm. Các cái tay cầm này, cái này cái tay cầm của 7 đồng yên này khoảng 14.000. Nhiều loài lắm, giá rẻ lắm, 900. Ui to thế này, hầm hộ thế này có 14.000 đấy. Cần nhiều không thích mua đồ mới, muốn tiết kiệm giúp chi phí thì mua đồ cũ nữa, lại khống như mấy này. Dòng này thì không phải hâm hộ lắm, quá là rẻ luôn, 100.000 cục này để quay ha. 100.000, 100.000 hàng này, 200.000. Cái gì kết cấu này có cái rẻ khống có mấy 400 này, 200 này, mấy cân này. Đấy, mọi người nhìn cân này, lắp vào cả cái cân này vào đấy, bồ đây thì đẹp để có cái cân này nhỏ vào này, lắp sẵn cho mình luôn. Mọi người nhìn thấy giá rồi, 300.000 cân này, cả bồ luôn. Nhà không như là nhỏ đoạn sẵn, giá rất là rẻ, 500.000, 400 đoạn sẵn cả cái cây cho mình luôn. Rồi đây có mấy cái tay quay khủng khiếp này. Ui ơi, nhìn to thế này mọi người đoán mấy tiền cược này, cược to thế này, nhìn cược to thế này. Nhìn to thì xấu này, giá có 400.000 thôi, nặng lắm mọi người, có cả gì chứ. Wow, những cái tay quay to cũng kìa, giá rất là 500-600. Ừ, cược này như đi cược to chưa. Thì cái hộp đựng này đấy, và đồ cũ thì đồ cấu dễ rẻ, cắt giảm được chi phí của mọi người rất là nhiều luôn. Cái bồi cấu già này, mình già này, còn mấy chị ở video mà hôm quay về ở cái cửa hàng ấy, thì mọi người so sánh giá ở cái cửa hàng ở cái đồ hàng đồ cũ nó rẻ nó chênh lệch nhau nhiều như thế nào, trong kia nó đắt ra sao. Nó cũ nhưng mà nó đang còn trong tem nhãn mặt tương đó mọi người, có không phải là một cụ mà người ta đã sử dụng nữa. Một bà con người mình có cái gì màu dạng trong cửa hàng nó phải tầm 200.000 như thế này.
bó tay video vợt này, áo cắt này, kìm. Đây có cái kênh này 500. Đồ này, tiêu đồ đi để câu cá. Còn sự có rất nhiều này luôn. Đồng tím, wow, đồng tím mới sẵn. Đồng tím này kịp này. Hộp này đừng các lưỡi câu các kiểu. Rẻ, siêu rẻ. Cái này là để kẹp cả ha, bắt được cả, kẹp vào miệng, lôi lên. Mấy tiền? Sáng gì? Ui xôi ôi, kiếp câu cá. Câu cá gì mà to thế này? Rẻ cái gì? Nặng lắm. Câu cá gì mà không thể lưỡi nữa, chắc chạy được cái mùi dạng 300.000. Ngồi như cá thật chưa, nhìn như con cá này. Trời ơi, con này là 600.000 nữa. Nặng lắm rồi ạ, nặng. Con cá dạng này rất là nặng. Để ném được xa hơn á. Ừ, con này. Ủa thiệt. Kiểu ra ngoài đại dương mà cấu à. Chi này, chi là 200.000. Cả nhà cấp tiêu rồi. Dạ mang là chi đó. Có cái đen. Mới hết rồi. Đó, mọi người thấy cái đồ câu đã chưa? Sụp, sụp môi này. Sụp môi cái này. Môi nhìn. Môi cầu. Cái cầu này thích không? Môi cầu này thích không? Hạng hết các kiểu. 600.000 thôi. Rất là nhiều. Đây là mấy cái xin cho hơn nên người ta để cho con tục. Đây người ta để vào đơn tục. Mình như vậy rồi. Những gì mà xin cho hơn nên người ta để đơn tục. Dạ. Mình xin một kia. Trước có mấy anh bạn hỏi về các cái tay cầm thì giờ tôi muốn quay lên như vậy mong rằng là mẹ anh ấy thấy được để xem. Dùng nhiều quá mình là không rành, mình được quay vậy thì cửa hàng cũ thì nó cũng vô bao nhiêu thứ, có chỗ như vậy chỗ khác tắt vô tình đi gặp một thằng bạn đồ rẻ hơn thì mới thì tắt hơn cũng rẻ hơn rất là nhiều loại. Thì nó sẽ không có cái kiểu cái cụ mà mọi cái cụ mà mọi dạng lên một kiểu nó bao giờ mọi người về trong mọi kiểu bị mọi kiểu trên lệch cả nó kích thước lớn cụ như mình nhìn mỡ không mọi người như thì mỡ thôi mỡ cực kỳ lớn trong cái đó. Ok này. Thế thì mọi người xem kênh video thì có thể bảo như hơn được. Không biết không có thể được quay những tin cho mọi người nhé. Ai cũng như coi đi video mới được thì liên quan đến kênh cấu thì tôi bảo như hơn. Hoặc là mọi người có thắc mắc về cách vận chuyển hay cái gì liên quan đến cái đồ cấu nhất này như thế nào thì tôi bảo như hơn để hơn giải đáp nha. Thế thì mọi người thủ đô rồi. Thì mình có những người nhé.
Nếu có video hay bổ ích thì nhớ chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ Hùng Nguyễn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người ở những video tiếp theo. Có gì thì bài cũng nhé. Bye bye, tạm biệt mọi người.